Nè bông, bông mai ôn còn ra con trở xa nè. Bác xin chỉ bông sẽ lành ôn, bông chắc chốt tên là nâng ôn tay. Chắc chờ, bởi trong bàn xây, bởi thay bông tê tay đấng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.